So in this class with Wendy, we've been doing a lot of question and answer games and activities to help the students within a speech and conversation. This has been going really well so far. Xin chào anh chị, thầy là Mai và em là Bùi Như, là giáo viên và trợ giảng của lớp C247. Và ở trong lớp học này thì thầy đã sử dụng rất là nhiều các mẫu câu hỏi và câu trả lời cũng như là các hoạt động và trò chơi để các em có thể tiến xa hơn trong việc sử dụng tiếng Anh cũng như là giao tiếp tiếng Anh. With Tiger, overall I think his progress has been good. But sometimes he chats a little bit too much and doesn't pay attention to what's going on, so that's not helping him really. Đối với bạn anh Dũng, thầy muốn nhắc nhở là bạn anh Dũng nên ít nói chuyện hơn ở trong lớp để có thể tập trung hơn và bắt kịp các bạn trong lớp. But otherwise, as I say, he's doing well, and he's always very friendly and helpful to his classmates, which is fantastic. So yeah, keep up the good work. Well done. Tuy nhiên thì bạn anh Dũng